Tập 22. Tao thực sự rất bất hạnh. Tại sao tao lại là một người sắp chết? Tại sao tao không thể yêu thương trân trọng Tĩnh Vân? Tao hận ông trời. Tao hận người không chỉ cướp mất cuộc đời tao, còn cướp đi sức khỏe của tao, niềm vui của tao. Tôi hận ông. Tôi càng hận bản thân mình. Mợ hai, cậu hai, cậu ấy nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý mà. Mợ đừng có buồn nữa. Đống nợ này tôi đã nhìn sơ rồi. Lát nữa giao cho phòng sổ sách xem qua. Tôi nghĩ chắc không vấn đề gì đâu. Bà chủ có mắt tinh tường, suy nghĩ cẩn thận. Sổ sách bà xem qua thì càng không vấn đề rồi. Bà chủ à, đây chính là hai mẫu giải trước đó mà cậu Thiếu Bạch đã thiết kế, bán được lắm. Cho nên hai tháng nay phải bận rộn lắm đây. Bà xem, ngoài đường á, ai ai cũng mặc trên người loại vải này của xưởng dệt Vạn Quốc chúng ta. Nội tiệm vải lụa chúng ta cũng bán được 6 cây. Là Thiếu Phát thiết kế, nhưng chỉ có thể để người ngoài biết là công lao của Thiếu Bạch. Bà chủ à, Thiếu gia nói lần sau sẽ có mẫu thiết kế mới. Bây giờ tiến triển thế nào rồi? Bà chủ à, bà chủ. Đúng rồi, mẫu này đẹp lắm, đẹp lắm. Anh, lúc trước em cũng giúp anh nhuộm vải nhiều mà. Đừng xem tôi là phế nhân, tôi tự làm được. Không, em chỉ là muốn giúp anh giống như những lúc trước thôi mà. Cút đi, cút đi cho tôi, có nghe không? Cút đi, cút đi. Cút đi, cút đi, tôi kêu cút đi mà. Cút đi. Cậu chủ, cậu hai à, cậu đừng đánh nữa. Cậu mà chủ, đánh nữa sẽ làm mợ bị thương đó. Đi ra. Không sao đâu, cứ để anh đánh. Tôi tự nguyện, tôi tự nguyện. Cho cô đi ra, cô có nghe không? Đi ra. Cô đi ra cho tôi. Đi ra. Đi ra. Tại sao phải đi theo tôi?
Ông trời ơi, cho tôi chết đi cho rồi. Ông trời ơi, tại sao ông không cho tôi chết đi cho rồi? Cậu hai, cậu hai, đừng có gì vậy bà. Đi ra. Cậu hai, mợ hai, tôi xin mợ tạm thời đi ra ngoài đi, đừng có kích động cậu hai nữa bà. Cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu. Tôi xin mợ, tuổi thân cho mợ rồi mợ hai. Tại sao chưa đi? Sao cô chưa đi nữa? Đi đi, tôi kêu cô đi đi, cút đi, có nghe không? Mợ hai, tôi xin mợ mà. Con đi hả? Cút. Mợ hai, tôi xin mợ mau đi đi. Đi. Mợ hai, tôi xin mợ đó. Cút đi, có nghe không? Cút đi cho tôi. Cút đi. Cút đi. Cút đi con nghe không? Đi đi. Tôi còn cút đi. Cút đi con có nghe không? Thuốc này tốt, làm tan máu bầm. Cô lấy đi, giới thoa thuốc cho mợ hai. Cần gì chú tốt bụng? Tiểu Hồng, muốn nói gì thì nói đi, con bận lắm. Khuyên mợ hai cứ thuận theo ý của cậu hai, xịt cổ tránh xa cậu hai đi. Chú đang nói cái gì vậy? Mợ hai tam tòng tứ đức, lễ nghĩa hiền thục, chú muốn mợ đi? Tôi cũng chỉ là không đỡ thấy cảnh mới có ý nghĩ đó thôi. Cô nghĩ xem, với tâm trạng hiện giờ của cậu hai, nếu dịch thấy mợ hai lần nào thì sẽ tức giận lần đó. Không chỉ mợ hai phải chịu tội, tôi nghĩ trong lòng cậu hai cũng không dễ chịu đâu. Chú thôi đi, mặc kệ chán ghét hay đau lòng, cậu ấy cũng không nên làm tổn thương người khác như vậy. Mợ hai, mợ bị thương nặng như vậy, vết thương cũ chưa lành, lại có vết thương mới. Mợ ráng chịu một chút để em thoa thuốc cho mợ. Phải cố ý đâu. Tôi nghĩ trong lòng của ảnh chắc là khó chịu lắm. Ai mà biết được cậu hai lại bị điên chỗ nào rồi. Đánh mợ tới như vậy, cậu ấy không đau lòng sao chứ? Tiểu Hồng, chuyện này nhớ là đừng nói cho bà chủ biết nghe chưa. Mợ hai, mợ, tôi không muốn mẹ dì chúng tôi mà lo lắng nhiều hơn nữa. Mợ hai, mợ lúc nào cũng nghĩ cho người khác, tới khi nào mợ mới có thể nghĩ cho bản thân mình đây? Chín mười chín, chín mười tám, chín mười bảy, chỉ còn chín mười bảy ngày nữa
ngày tháng không nhiều. Ngày tháng của thiếu phá không còn nhiều nữa. Đừng nói là giữ huyết mạch, ngay cả con dâu tốt như vậy cũng bị nó hành hạ tới chết. Mẹ, con chỉ không thể tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ. Con trai, mẹ không thể mất con. Mẹ không thể mất con. Mẹ không thể mất con. Mười mấy năm trước là con đã chết rồi mẹ. Con đã chết lâu rồi. Không, đừng, đừng, đừng nói như vậy. Mẹ không nỡ xa con. Mẹ không nỡ xa con. Con thực sự sống không bằng chết mẹ. Con từ đầu tới chân chẳng khác nào phế nhân. Tất cả là vì mẹ cứu sống con. Con sống không bằng chết mà. Thiếu ba, một người sắp chết chẳng lẽ không có quyền nói đúng sao? Thiếu Phát, Thiếu Phát, mẹ có thể làm gì cho con? Cuối cùng mẹ có thể làm gì cho con? Ông trời ơi, cứu tôi đi. Ông trời ơi, xin ông thương xót tôi đi. Mấy ngày này Thiếu Phát đối xử với con có tốt không? Ừ. Nếu chiến tranh lạnh, không nói chuyện cũng coi là tốt. Vậy thì tốt hơn. Tình Dân, nếu con trai mẹ có chỗ nào có lỗi với con, người mẹ này thay mặt nó xin lỗi con. Không, 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 không. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy mà. Tình Dân, thực ra Thiếu Phát cũng tội nghiệp lắm. Một tiên sinh nói tình trạng sức khỏe của nó làm cho nó tự ti, cộng thêm nó tự giày dò mình, hành vi cũng khó tránh hơi kỳ lạ. Nó sống khổ lắm. Ngay cả mẫu thiết kế của Vạn Quốc cũng là do nó thiết kế. Vậy mà nó không thể nói cho người bên ngoài biết. Chỉ nói là Thiếu Bạch thông minh. Nó như là không còn tồn tại trên thế giới này. Mẹ thật không biết làm sao mới phải. Mẹ, mẹ yên tâm nha. Con tin là sức khỏe của Thiếu Phát nhất định sẽ khỏe lại thôi mà.
Dải này đẹp lắm đó. Như vậy có đẹp không? Gần đây cậu hai hay đánh mợ hai lắm. Hôm qua cậu hai lại đánh mợ bị thương nữa. Còn rất hay ném đồ. Được rồi, cô đấm mạnh như vậy làm gì? Cô xem tôi là người chết không biết đau sao? Không muốn đấm thì đừng đấm. Đã nói không cần cô hầu hạ. Xem cô kìa, làm ra cái bộ mặt khổ sở đó. Tôi ghét lắm. Ngài thường hở chút là đập đầu vào tường, uy hiếp quỷ hoài dung nhan, đòi sống đòi chết. Chừng nào cô mới cho tôi được bình yên đây? Cô không thể tránh xa tôi một chút sao? À, đập chết đi được. Cái gì? Có chuyện đó thật sao? Không được, ta phải đi xem thử. Tiểu Hồng à, hả? Cô mời một tiên sinh tới khám cho mợ hai chưa? Một tiên sinh đã khám qua, quản gia đã ra ngoài mua thuốc rồi. Bởi vì thuốc mỡ với thuốc tam áo bầm trong phòng thuốc đều đã dùng hết. Tất cả cũng là cho mợ hai dùng. Dạo này thiếu phát đúng là không được rồi. Cứ tiếp tục như vậy làm sao mà được chứ? Lão phu nhân, con thật là không nhẫn tâm. Mợ hai đúng là rất thiệt thòi. Vết thương ở bên ngoài thì dễ chữa, nhưng vết thương trong lòng mợ thì sao? Chúng ta làm sao mà bù đắp chứ? Xin lỗi. Ông nội đi đầu thai à? Tôi phải chạy đi cứu người. Xin lỗi. Đây chẳng phải là quản gia nhà họ Chu sao? Sao mua nhiều thuốc vậy làm gì? Chắc là ai bị thương rồi. Không lẽ là tỉnh dân? Trời ơi. Không xong rồi. Trời ơi, không xong rồi. Sao vậy? Cứ như là gặp ma. Chạy nhanh như vậy làm gì? Tôi mất nhiều công sức lắm mới hỏi thăm được nhà của họ Chu đó. Nhà họ Chu sao rồi? Có phải em gái chị gặp chuyện gì không? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà tôi nghe nói mợ hai của nhà họ Chu hình như là bị hành hạ khổ lắm đó. Hả? Còn nữa nha, khi nãy trên đường tôi thấy Chu quản gia chọn đi dạy dàng mua nhiều thuốc lắm. Nói là đi cứu người, cũng không biết cứu ai nữa. Tình nhân. Tô Phụng à, chị đi đâu vậy? Xin lỗi tình dân. Anh đánh em đau cũng là đang đánh chết tim anh. Nếu có thể lựa chọn,
anh sẽ không nỡ làm tổn thương em tí nào. Tình Dân, anh cũng vì muốn tốt cho em. Sao em không nghe lời anh chứ? Sớm rời xa anh, cả hai chúng ta sẽ không phải đau khổ như vậy. Anh là người sớm muộn phải chết. Sao không từ lúc còn sớm đi theo đuổi hạnh phúc cả đời của em chứ? Tình Dân à, Tình Dân, không thể bên em cả đời là nỗi khổ lớn nhất trong lòng anh. Anh phải dùng cách này để ép em đi, cũng là sự hành hạ gian khổ nhất của anh. Anh đã chăm sóc em, đúng không? Cảm ơn anh. Tôi không chăm sóc cho cô, chỉ là tôi đang đợi cô tỉnh dậy. Cô cũng biết mạng của tôi chỉ còn lại vài tháng nữa thôi. Nhưng tôi nhìn thấy cô là trong lòng tôi lại nổi giận lên. Như vậy thì sẽ không có ích lợi gì cho căn bệnh của tôi. Tôi e là sẽ bị cô làm tức chết bất kỳ lúc nào. Tôi tới đây là xin cô rời khỏi nhà họ Chu, cũng xin cô tránh xa tôi. Nếu không, tôi sợ tôi sẽ không sống nổi tới ngày mai, sẽ sớm bị cô làm cho tức chết. Cho nên xin cô tránh xa tôi. Nếu như cô muốn tôi sống thêm vài ngày nữa, vậy thì mãi mãi biến mất khỏi mắt tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Mau mau gọi tất cả mọi người đi kiếm mười hai về đây cho tôi. Dạ. Đi mau. Đứng lại, không ai được đi tìm cổ. Thiếu Phát, con, con đang nói cái gì vậy? Tình Nhân đang mang vết thương trên người, có chuyện gì đợi nó về rồi nói ha. Mau đi đi. Dạ. Không được đi. Mẹ, con không muốn nhìn thấy cổ nữa. Chỉ cần cổ bước vào Chu gia nửa bước, con sẽ chết ngay trước mặt mẹ. Thiếu Phát, có cổ thì không có con, có con thì không có cổ. Nếu muốn kiếm người thì tùy mẹ. Dù gì con cũng là người sắp chết rồi, hy sinh con để đổi Tình Dân cũng không phải không được. Ừ.
Thì ra cha được chôn ở đây. Cha, con có nỗi khổ không thể nói ra. Tại sao ông trời lại hành hạ con với thiếu phát như vậy? Nếu đã an bài gả con cho ảnh rồi thì tại sao lại phải để cho ảnh trở thành một người kỳ lạ như vậy chứ? Con rất sợ bản thân sẽ không kiên trì được nữa. Con biết Thiếu Phán là một người rất tốt, nhưng ảnh tại sao lại phải dùng cách này để đối xử với con chứ? Tại sao chứ? Con đã quyết tâm là phải theo ảnh cả đời, mặc cho cuộc đời của ảnh có ngắn như thế nào. Ảnh là người chồng duy nhất của đời con. Tại sao ảnh đành lòng đuổi con đi chứ? Cuộc sống như thế này con còn phải biết chịu đến khi nào đây? Dạ, nếu nhà với số dạng có biết thì cha hãy nói cho con biết. Cha nói cho con biết tại sao đi. Em gái khóc đến đau lòng như vậy chắc là phải chịu sự tủi thân như ở nhà họ Chu rồi. Mình phải đi an ủi nó. Không được, với thân phận bây giờ của mình làm sao đi nhận lại nó được chứ? Lỡ để nhà họ Chu biết được nó có người chỉ bán nghệ tại Lầu Xanh, chẳng phải châm dầu vào lửa càng xem thường nó sao? Dạ, có lẽ mọi thứ cũng là do Thiếu Phát cố ý sắp xếp. Anh lại dùng cách thức của anh để tính giùm cho con. Con sẽ không dễ dàng từ bỏ. Con phải về nhà họ Chu, con phải về để bên cạnh Thiếu Phát. Bất kể anh tồi tệ như thế nào, anh cũng là chồng của con. Con gái bất hiếu Tịnh Lan về thăm cha đây. Cha, con về rồi. Không nên không nghe lời cha. Cảnh ngộ bây giờ đều là báo ứng của con. Ngay cả con trai ruột của mình con cũng không thể mang theo. Con thật sự rất hối hận vì sự lựa chọn sai lầm nhất thời của con. Hãy con không được gặp mặt cha lần cuối cùng. Thậm chí cha mất bao nhiêu năm nay, con
cũng không biết. Con đúng là bất hiếu mà. Cha, cha, cha trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ con mau chóng tìm được hung thủ, để cái gia đình tan nát của chúng ta được đoàn tụ. Cha, mong cha tha lỗi cho con. Mong cha tha lỗi cho con. Cha, Tình Vân, Tình Vân, em bị thương rồi, em có sao không vậy? Cũng may là Tiểu Hồng kịp thời đến báo anh đi kiếm em. Anh đoán nhất định em sẽ tới mộ cha em, cho nên anh tìm tới đây. Cũng may là tìm được em. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt. Đi, chúng ta về nhà. Anh định dẫn em để đi đâu vậy? Về nhà của anh. Em đừng có quay về chu gia chu khổ nữa. Tiểu Hồng của nó anh biết hết rồi. Cái tên Chu Thiếu Phát, cái tên không phải con người đó. Anh không thể để em trở về bên cạnh hắn. Đừng có nói Thiếu Phát như vậy mà. Ảnh là một người tốt. Ảnh là bất đắc dĩ thôi. Là do không khống chế được tâm trạng của mình thôi. Em không muốn anh nói về ảnh như vậy. Hắn không có ác ý à. Hắn bắt nạt em như vậy, đến bây giờ em còn nói tốt cho hắn. Em anh thấy em bị đánh riết bị điên luôn rồi. Anh không, em rất tỉnh táo. Em rất hiểu mình phải làm gì. Tiểu Phát cần em chăm sóc. Em phải quay về nhà họ Chu. Trời ơi, Tình Vân à. Tình Vân, em Tình Vân, em, anh nói rồi, em đừng có về đó. Em, trời ơi, Tình Vân à. Về họ Chu, về họ Chu bình an vô sự cũng tốt. Mở cửa đi, mời hai mấy người về rồi. Mở cửa ra, mấy người đang làm gì vậy? Mở cửa coi, mở cửa coi. Mở cửa. Mở hai. Tại sao vậy? Tại sao lại không mở cửa vậy? Cậu chủ đói rồi. Từ nãy về sao không cho phép mở hai bước chân cho Chu gia nửa bước. Hắn dựa vào đâu mà làm vậy? Cái tên khốn kiếp này. Tình Vân, anh nói với em rồi, đừng có về Chu gia. Em một lòng một dạ nhớ tới hắn như vậy. Em nhìn đi, họ đối xử với em thế nào, họ báo đáp em như thế nào. Không sao đâu mà. Vì Thiếu Phát, để em vào đi. Em muốn gặp mẹ chồng em mà. Là ai cho mấy người làm như vậy? Là tôi đồng ý cho Thiếu Phát làm vậy đó. Thiếu Phát muốn tôi quyết định chọn lựa giữa con trai và con dâu. Tôi đã chọn con trai tôi. Mau đi đi,
đóng cửa. Mẹ à, mở cửa đi, mở cửa đi, con xin mẹ mà. Tịnh Vân đừng vậy mà. Để tôi vào đi. Tịnh Vân, tôi phải chăm sóc Thiếu Phán. Tịnh Vân, mở đừng cửa có bỏ đi. Nữa. Tịnh Vân, mở cửa. Tịnh Vân, đừng có cửa nữa mà. Dân. Mở cửa đi mà. Tịnh Vân, Tịnh Vân, Tịnh Vân, Tịnh Vân, Tịnh Vân, Tịnh Vân. Mẹ đã đuổi Tịnh Vân đi theo ý của con rồi đó. Nó là vợ con, cả con cũng không cần nó, thì người là mẹ chồng này giữ nó được sao? Hy vọng từ nay về sau Chu gia chúng ta được bình an vô sự. Tịnh Vân, sao không dậy rồi? Nằm yên, nằm yên. Nằm yên đi. Tại sao em lại ở đây vậy? Bác sĩ nói em bị nhiễm phong hàn, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Em đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Bác sĩ còn nói sức khỏe em bây giờ rất yếu. Nè, uống thuốc trước đi. Tịnh Vân à, em cứ xem như đây là nhà của mình nha. Đừng quay về Chu gia làm gì nữa. Em cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ em đang bị bệnh, muốn về nhà họ Chu cũng không được nữa. Nếu lỡ như đem bệnh này về lây cho Thiếu Phát thì không được đâu. Không được đâu mà. Trời ơi, Tịnh Vân à, sao tới giờ này rồi em còn nghĩ tới cậu ta? Chính cậu ta đã đuổi em ra khỏi nhà họ Chu đó. Em đến giờ này vẫn còn nghĩ nhiều tới cậu ta để làm gì? Em tin Thiếu Phát, ảnh không phải là một người bạc tình bạc nghĩa đâu mà.